This is the easy English learning and I'm Mr. Định. Quý khán thính giả đang theo dõi video của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Trong video này, chúng ta sẽ cùng học cách đọc và ghi nhớ 15 từ chỉ bộ phận cơ thể dễ nhất, khó có thể quên được. Bộ phận đầu tiên, bàn chân food food số nhiều của food là feed bộ phận tiếp theo được dùng để ăn và nói mouth mouth miệng bộ phận số ba shoulder shoulder vai bộ phận số 4 cánh tay arm arm trên cánh tay chúng ta có bộ phận bàn tay hand hand bộ phận số 6 được dùng để chứa thức ăn stomach stomach bụng bộ phận số 7 đầu gối knee knee quý khán thính giả chú ý không phát âm chữ k trong từ knee bộ phận số 8 được dùng để ngửi nose nose mũi bộ phận số 9 nối đầu với thân neck neck cổ bộ phận số 10 chân leg leg bộ phận số 11 hair hair tóc bộ phận có chức năng nghe ear ear tai bộ phận có chức năng nhìn eye Eye. mắt bộ phận số 14 finger finger ngón tay bộ phận cuối cùng là khuôn mặt face face bây giờ quý khán thính giả hãy cùng các em nhỏ luyện tập các bộ phận chỉ cơ thể Head, hair, eye, ear, nose, mouth, teeth, shoulder, arm, hand, finger, stomach, back, leg. Knee Food. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là 15 bộ phận cơ thể dễ đọc nhất, dễ ghi nhớ nhất. Chúc quý khán thính giả học tập hiệu quả và đừng quên luyện tập hàng ngày các từ này trên trang eworm.edu.vn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.